Trên chuyến bay Boeing 787 Dreamliner từ London đến Atlanta, hãng hàng không Virgin Atlantic đã mang đến cho hành khách một không gian âm nhạc đặc biệt với sự xuất hiện của hai ban nhạc Rudimental và Crocon City. Khác hẳn với không khí yên ắng và trật tự như thường lệ, chuyến bay Boeing 787 Dreamliner từ London đến Atlanta của hãng Virgin Atlanta trông giống như một quán bar với những giai điệu âm nhạc sôi động. Đặc biệt hơn, trên chuyến bay còn có sự xuất hiện của hai ban nhạc Rudimental và Crocon City và được truyền trực tiếp đến hàng ngàn khán giả trên toàn cầu. Theo đó, những vị khách may mắn có mặt trên chuyến bay đó có thể tự ý rời khỏi chỗ ngồi của mình và hòa theo những giai điệu âm nhạc. Chúng tôi vừa mới trở về Atlanta từ sau chuyến lưu diễn Mỹ, sau đó chúng tôi lại bay sang Seattle để biểu diễn tiếp. Vì thế, chương trình lần này xem như là một kỳ nghỉ xả hơi cho chúng tôi. Đây cũng là sự kiện đánh dấu hãng Virgin Atlantic tròn 30 năm tuổi, cũng như những bước tiến của hãng trong ngành công nghiệp hàng không.